Khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ BC07 công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương xử lý vụ cháy tại một doanh nghiệp trên địa bàn quận 12. Chiều cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng phát từ một công ty chuyên sản xuất gia công gỗ tọa lạc trên đường Thới An 16, phường Thới An, quận 12. Khói lửa bao trùm công ty này khiến nhiều người hô hoán cứu hỏa. Người dân dùng nước bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành công. Do bên trong công ty chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, có nguy cơ cháy lan sang những khu vực lân cận. Nhận tin báo BC07, công an thành phố Hồ Chí Minh cùng công an quận 12 đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Sau gần 2 giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng phòng cháy chữa cháy mới cơ bản khống chế được ngọn lửa. Theo thống kê ban đầu, hỏa hoạn không gây thương vong nhưng khiến nhiều tài sản hư hại nặng cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường tiến hành làm việc với các bên để điều tra nguyên nhân vụ cháy